Nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm theo dõi định vị trên điện thoại nhé. Thì theo các bạn thấy này, hiện tại mình đang cầm phần mềm của bên mình gồm 26 tính năng, bao gồm những tính năng ví dụ như thống kê, vị trí, SMS, lịch sử cuộc gọi, rồi Zalo, Facebook, tin nhắn đều đã hoạt động hết nhé. Đây, bây giờ mình sẽ vào từng mục cho các bạn xem này, thống kê. Các bạn có thể thấy này, hiện tại thì đối phương của mình đang nhắn tin cho ai nhiều nhất thì các bạn có thể thấy là gọi cho ai nhiều hơn này, nó sẽ hiển thị những cái số phần trăm như thế này đó, và nói chuyện với ai nhiều nhất là cuộc gọi này đó, thì các bạn thấy này, 63.1% cho ai, cho Hương Mắm đó, và nhắn tin cho ai nhiều nhất thì nó cũng sẽ thể hiện trên này luôn. Tiếp đến là vị trí. Đây, vị trí này thì các bạn bấm vào vệ tinh, các bạn phóng to ra thì các bạn sẽ thấy là đang nằm ở khu vực nào, và cái này là nó chuẩn xác đến 99% cho các bạn luôn nhá. SMS, đây là tất cả những cái tin nhắn mà đối phương của mình đã nhắn tin cho bạn bè đó, các bạn có thể thấy này, ngày giờ tin nhắn đều đầy đủ hết, và đặc biệt là những cái tin nhắn nào mà đã bị xóa thì bên mình đều có thể là khôi phục lại cho mình, cho bạn nhá. Lịch sử cuộc gọi này. Đây, lịch sử cuộc gọi sẽ đủ data rất là nhiều luôn. Ngày, tháng, giờ, chuẩn từng phút, giây từng phút. Và các bạn nếu như mà muốn nghe lại nhá, thì các bạn ấn vào cái mũi tên bên phía bên tay trái. Đây, nó sẽ có phần tải xuống, thì các bạn sẽ ấn phần tải xuống, phần bạn nghe lại cái cuộc gọi đấy nhá. Nó rất là đơn giản vì đây là bên mình đã việt hóa hết tất cả những cái thông tin ở trên phần mềm rồi, cho nên là đều có thể là rất dễ dàng để sử dụng. Ảnh. Đây, chưa ạ? Rồi, Facebook Messenger đều có thể làm được, và tất cả những cái app thông dụng khác, ví dụ như là những cái ứng dụng đã cài đặt, mình sẽ thấy được là điện thoại của đối phương của mình đã cài đặt những cái gì trên máy đây. Và đây là mình đang bật những cái để mình xem, đó là Facebook Messenger này, Zalo, mình đang bật ba cái này để mình theo dõi đối phương của mình. Cái phần mềm này nó rất là đơn giản, đều sử dụng bằng tiếng Việt, rất dễ dàng để sử dụng, và nó rất là hay. Bản này là bản cao cấp, cho nên là bạn nào mà muốn mua phần mềm bên mình thì có thể để lại số điện thoại hoặc có thể add Zalo mình, thì mình có thể tư vấn kỹ càng và trực tiếp hơn nhé các bạn nhé. Chào toàn thể anh em, thì trong clip này tôi sẽ test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì đồng thời tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em cách sử dụng phần mềm anh em nhé. Thì trước tiên tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này để đảm bảo trong khi test này video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gắn một cái nội dung tin nhắn đến anh em nhé. Đây là SMS, tin nhắn tổng đài. Rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho anh em thấy cái độ chính xác của nó anh em nhé. Đây anh em này. Đấy, bây giờ tôi sẽ sửa cái nội dung tin nhắn thành con khác anh em nhé. Đấy, 10.01 thành 19.89 anh em nhé. Cái phần mềm này cực kỳ là chính xác. Đấy, thì sau đây tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo anh em nhé. Đấy, thì cái cách sử dụng nó cực kỳ đơn giản thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa Zalo. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ ghi một nội dung anh em nhé. Tôi ghi là lô này 33 anh em nhé, 44, 55 nhân 1.000 điểm anh em nhé. Đề 66 anh em nhé. Đấy, tôi sẽ ghi những con số liền nhau. 66 nhân 1 triệu anh em nhé. 1 triệu này anh em này. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô anh em nhé. Ok, thì bên máy chủ lô đã nhận được tin nhắn này anh em nhé. Ok anh em này. Đấy, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian này là 29 tháng 8 2020 anh em nhé. Đấy, máy nó hơi mờ, 28 tháng 9 2020 này. Đấy, thì thông thường anh em nhé,
Đấy, thông thường chủ lô họ sẽ copy và ok lại này. Copy ok này. Đấy. Ok lại anh em này. Bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy của phần mềm của mình anh em nhé. Thì chủ lô họ sẽ copy và ok lại gửi sang này. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem lại là cái nội dung đấy, trước khi chưa chỉnh sửa anh em này. Cả Ngố và Vinh Vĩnh Trong này đấy, vào lúc là 29 tháng 8 2020 vào lúc 8 giờ 56 anh em nhé, 8 giờ 56 hôm nay này, giờ anh em này đấy, thời gian này anh em chú ý tôi mốc thời gian này. Đấy, gửi đi vào lúc 8 giờ 56 phút. Đấy, họ ok lại là 8 giờ 57 anh em nhé. Đấy, cực. Đấy. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau anh em nhé. Tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của nó anh em nhé. Thì cái phần mềm này, cái cách thức sử dụng nó cực kỳ đơn giản. Đấy, thì chúng tôi có thể là cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại anh em nhé. Ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo, chúng tôi đều có thể là cài đặt phần mềm được hết cho anh em. Thì khi cài phần mềm, anh em ví dụ anh em chỉnh sửa tin nhắn SMS thì anh em áp cái số điện thoại của người muốn chỉnh sửa vào. Đấy. Ví dụ anh em muốn chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo thì anh em áp cái Zalo của họ vào. Đấy, rồi anh em gửi đi. Đấy. Rồi một thời gian sau, ví dụ như 1 tiếng hay 2 tiếng sau hoặc cái thời gian sau anh em muốn chỉnh sửa, anh em vào lại phần mềm đấy, và anh em thay đổi con số mong muốn và gửi, thì bên máy của bên đối phương sẽ tự động thay đổi con số. Mà cái lưu ý cho anh em là cái giờ đấy, nó không thay đổi anh em nhé. Bây giờ là 4 phút 07, tôi để thành 5 phút để tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của nó anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu về phần mềm thì anh em qua trực tiếp cơ sở, chúng tôi có 2 cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào trực tiếp cơ sở cài đặt phần mềm. Đấy, với khu vực miền Bắc thì anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào trực tiếp cơ sở anh em cài đặt phần mềm anh em nhé. Với anh em bên nước ngoài, anh em không về được thì chúng tôi có thể là cài đặt trực tiếp vào máy cho anh em. Đấy, cài đặt xong ok anh em mới phải chuyển phí anh em nhé. Bây giờ là 4 phút 46 giây. Đấy, tôi sẽ để thành 5 phút. Qua 5 phút để tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy đấy, con số thay đổi, thời gian không thay đổi anh em nhé. Đấy, đã qua 5 phút rồi anh em nhé. Đấy, tôi để cho nhảy 2-3 giây. Thì cái cách thức sử dụng thì cực kỳ đơn giản. Anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt cho anh em. Đấy. Anh em vào phần mềm này. Anh em chú ý nhé, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, bên máy chủ lô là không sáng đèn, không gì anh em nhé. Đấy. Ok, đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy con số thay đổi, thời gian không thay đổi anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ mở Zalo ra anh em nhé. Đấy, mở Zalo này. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem này. Nick là Cả Ngố và Vinh Thường này. Anh em này. Đấy, thời gian, ngày giờ là 8 giờ 56 phút hôm nay này. Và 8 giờ 56 phút ngày 29 tháng 8 2020 này. Đấy, thời gian gửi đi là 8 giờ 56. Đấy, thời gian copy gửi lại là 8 giờ 57 anh em nhé. Đấy, luôn 4334455 đề 66 đã chuyển thành là 717273 anh em này. Thì với phần mềm công nghệ này thì anh em sử dụng, anh em chơi lô đề thì đảm bảo cho anh em là anh em có sân chơi là anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Đấy, nick Zalo anh em này, con số đã thay đổi này, thời gian vẫn giữ nguyên này anh em này. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em hai phần mềm
đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì anh em có nhu cầu, anh em cứ gọi điện trực tiếp vào số 09675 5 số 4 anh em nhé. Thì trung tâm chúng tôi dùng số điện thoại duy nhất 09675 5 số 4 anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.